Rồi chưa? Mình chuẩn bị tư thế xong rồi mình vô số một cái đi rồi mình hả bật nhanh. Nhìn được số không? Đúng rồi. Rồi vô số đi. Rồi bật nhanh trái lên. Máy nó kêu là nghe máy nó đọc lên là cho đi được rồi. À, trời ông đó ông chưa Bắt mua đầu bảo hiểm chi? hay gì? Rồi đi được rồi đó. Ôi Chưa ơi, mua chưa bảo mua hiểm bảo đi hiểm cha hay gì ơi. á, nghe đi ngang đầu xe người ta nghe. Sợ phải lòng nha. Tấn tần là tắt nha. Hai. Mấy cái bài dễ này cưng đừng để mất điểm nha, uổng lắm. Quan trọng là mình mất điểm bài Bài này kia không tiếp nè, theo, nãy bài giờ kia mình mất điểm. Trời Trên ơi, đường mấy cái bài không để xuất đi phát mà được. để mất điểm là dở lắm nha. Bị Rồi cái dừng khúc, người đi bộ nè. bị cái khúc này nè. Gì đẹp không? Ok, dừng vậy là đẹp đó. Thấy không? Nãy Để thì qua còn luôn, còn còn hảo bước còn trắng là được. còn cái Đừng có thì cho nó nó cán bước trắng là được. Hảo bước trắng là được. Bài thi Rồi, tiếp theo, dốc bài cầu thi cũng vượt vậy. và khởi hành xe ngang Thấy tốc. không? Đó cưng chạy mà mới có vòng thứ ba thứ tư mà chạy gì là quá ok rồi. Đừng có đạp ga, cái chân của cưng đừng có quen cái chân ga. Để qua chân thắng giùm anh. Đúng rồi, xe thấy dừng thì mình nhả cái miếng côn nha. Đừng để nó dừng là được. Đó thấy không, xe đâu cần điểm ga lên làm gì. Xe ở đây ta buông côn ra là xe bò lên rồi. Bài thi tiếp theo, bài thi Isuzu. qua vệt bánh Xe ở xe đây toàn đường xe vòng Isuzu 5 tấn 8 tấn không mà. Căng gì mà đạp ga. Xe chứ tải mà thi mà để tụt dốc là dở lắm á, tệ lắm chứ tiền quá trời tiền mà thứ gì chứ ngon á. Tiền quá tiền giàu quá giờ à? Rồi quá đi trình nhìn. sát cái lên này Nhưng mà cái này cũng thuộc trung tâm của Hậu Giang luôn hả? Của trung tâm Vị Thanh. Nhưng mà nó cũng thuộc trung tâm của Trần Hậu Giang đúng không? Không, không có thuộc. Khác à? hả? Khác. Sao cái áo lúc thầy phát là khác rồi ta? Sao Đúng giống cái rồi. Trần Hậu Giang ta? Thì đó cái áo vàng là phát lộn cho cưng đó. Thì cái đó là lúc trước học viên của anh nộp ở trển. À, hiện chứ nãy tôi thấy Rồi áo vàng lấy tôi tưởng xét đồng vô, đội lấy với tụi xét bay. vô, lấy xét vô. À, nãy giờ tôi thấy áo vàng tôi Lấy đồng xét vô bên đội. đây nè. Đừng có đạp ga, cứ đạp ga là quen đó. Những đường thẳng hay đạp ga, còn những cái đường này đừng đạp ga. Gần vô tới bài mình cho xe đi chậm thôi. Rồi đánh vô. Đó, nhìn theo cái kiến mò, đánh theo cái quán tính kiến mò giùm anh thôi ha. Cán không? Cán Ví dụ mà leo, nhắm leo qua luôn được không? Leo thì bánh xe leo luôn bình thường thôi. Rồi nhích nhẹ thôi nghe, coi chừng tới cái hàng rào sau lưng đó nghe. Rồi được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Rồi. Nhắm tới, thi thì mình lùi lại, nhắm không hết thì mình lùi, lùi chút xíu thôi. Rồi nhìn kiến mo giùm anh nè, thấy không? Cho đầu xe đi nằm trên mức vàng giùm anh là được. Rồi trả lại, đúng rồi, đó đó, rồi, trả từ từ thôi, không có trả gấp. Thắng chi, quánh ra đi. Rồi cho đi từ từ thôi, rồi quýnh ra bên trái, quýnh ra ngoài, cho nó ra ngoài trái một chút. Cho ra ngoài trái nữa. Rồi, thẳng lái lại, đúng rồi đó. Rồi cho ra trái một chút. Đúng rồi. Rồi thẳng lái, tứng tưng là thắng rồi nha. Rồi thắng, rồi quýnh hết lái qua bên trái. Đúng rồi, cho nó hở cái đường ống đen ra chút xíu thôi, thắng lại là thẳng lái là vô ngọt liền. Rồi đi. Đó hở đó thấy chưa? Rồi thẳng lái là vô đẹp. Đó. Thấy không? Thấy không? Vô mỗi cái luôn thấy không? Canh như anh chỉ là bảo đảm với gừng không trượt phát nào. Thấy không? Hồi nãy anh không chỉ thì cán mất đúng không? Ừ, hai vòng đầu anh không Cán chỉ. sao thôi, không cán bánh trước. Thì đó, thì bây giờ cứ canh theo cách của anh là không cán bánh nào hết trơn á. Cứ nhớ, bính bon là thắng lợi, quýnh hết trái một cái, cho đậu nó hở ra một cái rồi thẳng lái giọt. Vậy thôi. Rồi quýnh hết qua luôn, thắng lợi, cần thiết thắng lợi luôn. Để em ra nó không hết, hết đâu, hết thì qua luôn. Qua luôn á, hết á. Cái bánh sau mình sát đường ống đèn sau nè. Ống trước hả? Không, hết hết hết, đi đi. Cái đi đi, không có cán đâu mà. Cãi thầy hoài. Tự nhiên cái gì cũng bự vậy đi, mấy cưng, con nhỏ nhỏ. cưng nhìn cái cua ở sau cái bánh xe nó còn hở nhiêu đây là hết đó. Bài thi qua ngã Thấy tư không? Còn chừng nào vượt nó bánh hở xe xa ngang quá, cỡ gan hay gan tay á, thì mình thắng lợi. Đọc qua nữa hả? Đạp qua luôn. Món dây nè, vừa vừa. Đạp tốc độ gì vừa. Rồi đường thẳng này thì mình đạp ga bình thường đi. Thấy không? Để chân ga đó dị hoài đi, chạy tốc độ ngay vị trí đó Bài nha. thi tiếp theo, Nha. bài thi đường Đặng mình vòng tiết quanh kiệm được cái tổng thời gian này nè, thấy không? Ừ. Bây giờ Rồi bốn lấy phút xét thôi mức này, vàng, tổng lấy xét cái tổng thời gian nãy giờ mới có 4 phút à, tới đây rồi đó. Là lẹ đó. Rồi đi theo mức vàng cho anh đi, đừng có đi con lươn ha. Cán mức vàng này không sao, cứ cán bình thường. Rồi lấy xích ga một chút cho nó rộng vô. Dưới lộ để cua quẹo xe nè, thấy chưa? Nè quẹo vô. Nè để quẹo xe nè, Quẹo quẹo chữ vô. B là về luôn đúng không? À, quẹo chữ B là đi về luôn. Chúc mừng bạn đã quay vào ô mắc lượt. Chúc mừng bạn đã vô ô mắc lượt. Rồi đường vòng quanh co thì đánh theo quán tính thôi chứ không có gì khó nha.
đường vòng này lớn. Bây giờ ngày mai đứa nào thi mà cán cái đường vòng quanh co này thì đưa thầy 100 ngàn nha. Thầy nói trước đó. Thầy xuống đây thầy không mua gà, không mua ổng hết. Ê, ngày mai thầy để qua bên nhà thầy mặn mấy con gà cho mấy đứa gì đậu. Quán hương đồng gió nội gì dắt ra cho nó nhanh. Ôi là ông, trời, hương đồng gió nội rồi đó. Lâu quá không có đi ở dưới đây. Mày gió. Bài thi tiếp theo. Mai thi đậu đi rồi, muốn gió gì đó, gió. Thi đậu hết đi rồi gió gì cũng được chứ. Là Cần Thơ là phương đông chứ. Đang lại chìm nói bay bạn. Nói bay bạn. Vậy cắt cái đoạn đó đi. Cắt mới được. Thôi, tập trung. Rồi tập trung đi nè, 3 giây đèn xanh không đi nè, dừng lại nè. 3 giây đèn xanh thì bỏ. 2-3 giây đèn xanh thì bỏ. Dừng trước mức vàng là được, đừng để nó qua mức vàng. Rồi. Còn 1 giây đèn đỏ thì chạy, vậy thôi. Trời, có mấy giây vậy chịu khó dậm con chứ sao mỗi giờ em nó yếu thầy ơi thầy. Em có 4 mấy ký rồi chứ phải bự như mấy anh kia. Rồi, vô số. Vô được rồi đó. Rồi, giọt. 1 giây rồi đó, giọt. 1 giây đèn đỏ là giọt rồi. Để điểm miếng ra đó. Đúng rồi. Đó, tới nhà xe hạng C. Nhớ bài chưa? Vô nhà xe bên kia đi ha, đừng vô nhà này. Bài thi tiếp theo. Ông nhà này thấy gì cũng rộng lắm. Vô thử cái đi. Thì nó cũng giống nhau mà. Mà nó đâu bắt buộc là mình sợ. À mà đi qua bên kia thì nó tiện hơn, cái sân nó dư được nhưng mà thời gian bên kia lỡ mà chứ nó vướng xe mình đợi thì sao? Thì đợi thì vô nhà này. Mình phải nhìn trước khi mình chạy, mình nhìn từ xa hiểu không? Nhìn coi bên kia có xe tải vô chưa? À. Hoặc là mình đang thấy mình chạy mình phải để ý. Rồi đi sát ngoài mức vàng này đi ha, đừng đi lên trong này. Mình dương lên nè, thấy chưa? Có phải nó rộng hơn không? Rộng được vô hơn. Nó cái sân này nó quá rộng luôn, cái này tắm biển cũng được, nó làm bãi biển đây bơi tắm luôn cũng chừng nữa. Rồi đi sát mức vàng ngoài đi đó, đó cái nhà xe C nè thấy không, dưới lộ để mũi tên chỉ nè đó, đây cũng chỉ nè thấy chưa, tạm thời là sáng rồi, tạm thời gì nữa, chắc ăn chứ không có tạm thời. Mai thi là không có tạm thời đâu nha. Rồi vô cái chân, đừng để chân thắng nữa, đúng rồi, mình vô bài thì mình để qua chân thắng chứ đừng để chân ra, đừng có thắng làm chi, mình dậm côn vô là xe giảm tốc độ à, khỏi cần thắng. Ừ, cứ muốn xe đi thì cứ nhả côn ra, còn muốn xe đi chậm thì dậm côn ra. Rồi tấn từng thì mình phải xử lý cho lẹ. Nghe tấn từng là tức là nó vô bài rồi đó, hiểu không? Rồi thẳng lái lại, con mắt liếng kiến mo. Liếng kiến mo ở đầu tới đó thắng là quýnh hết lái phải liền. Rồi đó thấy không? Khi mình thắng là mình biết bước tiếp theo mình làm gì vậy đó, đúng không? Quýnh hết phải, nhìn đích trái tới mức trắng đỏ, thắng cái két là cái quýnh hết trái vô số lùi xong. Rồi. Vô số lùi. Đó, đúng rồi, thao tác lẹ làng lắm. Mai vô thi lẹ lạng vậy là ok đó, anh phái đó. Nói chuột chưa? Gần quá thì mình thắng lại cái nha. Rồi xe song song thắng luôn. Đó thấy không? Đẹp chưa? Vô phát một là nhận bài luôn. Nghe cái tút là thắng thôi. Rồi cái tay vịn cần số sẵn đi. Nè thẳng lái bây giờ. Chừng nào nghe cái tút là thắng, tay giật số hay xong. Cứ ve đi. Đó. Thấy không? Rồi giật số đó, để lái vậy đi ra. Đó. Giữa nhà xe hả, đánh. Đánh cái một qua luôn. Rồi đánh cái một luôn. Ủa? À, lụm liền á, vô một khoát một. Thấy không? Nhớ anh chỉ nha, lúc đầu mà mình vô mà thấy rộng quá thì thắng lại cái. Thắng lại làm gì phải không? Vô số tới quýnh về bên phải giùm anh ha. Chạy tới tầm khoảng con đoạn con gan tay gì thôi, đừng chạy nhiều. Ha, con gan tay gì được rồi. Đừng có chạy nhiều quá. Rồi xong rồi thắng lại vô số lùi quýnh là hết trái rồi từ đầu lại. Hiểu không? Đó là trường hợp rộng. Còn trường hợp mà cưng ve vô mà thấy cái bánh xe sau nó tới cái ống đen luôn, đừng để nó tới ống đen nha. À. Là nó gần là mình thắng lại rồi, mình thẳng lái mình đi gần là cái ống đen cứ quýnh hết lá trái lại vậy đó. Đó rồi tạm thời hiểu đúng không? Rồi ở đây cưng quên một bước nè, biết quên gì không? Thôi để à, anh không có nhắc à. Này quẹo trái hay đi thẳng? Quẹo trái ở quẹo trái thì bắt xi nhanh trái. Trời ơi trời, trời. Ờ nhớ là... nhớ nãy mà không bật sớm là mình đậu lại là mình bật trước rồi à. Người ta chạy trên đường là người ta bật rồi. Rồi nhớ không được cán mức vàng giữa lộ nha. Cán con lương thì không sao, cán mức trắng ở đây thì không sao, nhưng mà đừng cán mức vàng giữa lộ. Bài thi tiếp theo. Đi ra ngoài luôn. Nè nhìn chữ TH coi có chớp không kìa. Tới đó em ấy rồi chứ giờ nhìn không sao. Lấy hả? Không gió, không có nè, không có thì ở đây không có trường hợp khẩn cấp ha. Thì trường hợp khẩn cấp xảy ra trên đường này thì trước khi qua cua đó mình nhìn chữ TH coi nó có chớp lên không. Nó không chớp thì không có. Cái đèn TH chứ không phải cái đèn chớp này đâu nghe. Cái đèn chớp này là không phải chữ, đó. Biết chữ. Ừ. Mà không có nhìn thấy chữ. TH là chữ trường hợp đó. À, trường hợp.
Rồi dừng bài đường sắt thì trước mức trắng giống như bài vạch đi bộ với dốc cầu vậy đó. Trắng nha, đừng có lộn mức vàng là chết luôn á. Rồi vô số 2 luôn đi. Đúng rồi đó, rồi mình nhấp nhẹ từ từ mình chạy đó, thấy xe nhanh không? Số 2 chạy có khác ha. Thấy không? Số 2 xe tải chạy có khác ha. Bài thi thay đổi. Lên dốc cầu chạy số 2 là im luôn ha. Lặn rớt luôn. Vậy. À, dốc cầu số 2 chạy là rớt luôn á. Rồi. Nghe tưng tưng thì thắng lại thôi. Nghe tưng tưng thì thắng. Rồi, vô số 3. Rồi. Rồi, boom. Đó, rồi, gà thắng lại mất. Thắng lại cái này rồi. Dưới 20 nhả từ từ ra đi. Rồi xong. Thấy không? Đơn giản à? Quá đơn giản đúng không? Đơn giản giống như ăn bánh tráng trộn. Trường trên Sài Gòn thì cái xăng nó nhỏ. Trường trên Sài Gòn thì xăng nhỏ hơn đây, đúng rồi. Tại đây đất ruộng mà, bao la. Trên Sài Gòn có đất đâu mà xây xăng cho rộng thằng. Chỉ có gì gì ở ngoài Củ Chi, Hóc Môn có xăng rộng thôi, chứ mấy trăm xăng Sài Gòn làm gì có đất mà xây rộng. Đó, thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa, rồi ấn rồi thì ngồi chơi thôi. Rồi ấn ra, thả thắng ra, thả thắng trước, không thả thắng mà thả côn nó tắt máy rồi, nói sao xui. Tắt máy có trừ điểm nữa. Trừ chứ, tắt máy đề máy là liền, không trừ mà 2-3 giây không đề kịp là trừ điểm 5 điểm nha. Rồi về tới đây 100 điểm nương này, chạy 100 điểm không vậy ta? Mai gán thi chạy 100 điểm nha. Vậy chui. Mai gán chạy 100 điểm nha. Kìa 5 giây 4 giây kìa. 3 giây kìa, bật nhanh lên đi luôn. Khờ quá. Em nhát lắm thầy. Sao này nó dùng quá ta? Nó đâu dưỡng đâu, chạy xi anh trái liên quan. Rồi mày qua đây là mày lẫm nè, lẫm nè. Không sao, đi đây đi, chưa qua, chưa qua được, được. Ờ sợ cá nghịch vàng á, chứ gì á. Thì đã đủ mà. À, dịnh nhanh bắt đầu chừng nào nó máy rồi, chúc mừng bạn thi đậu. Lúc đó là mở cái khí vào phóng xuống xe luôn, khỏi rồi bộ vô. Hả? Bạn đã thi đạt phần thi sát hạch. Đó, bạn đã thi đạt. Đó, bạn đã thi đạt là ok ok. Ok, hết tiền rồi máy ơi. Hết tiền thế, hết tiền thế. Nó cầm đây luôn. Ờ, rồi xuống cho đi. Rồi. Đặt cơm vô. Đây là bài của vô tuần. Rồi thắng. Thắng đi, thắng đi. Thầy ăn rồi. Thắng đi. Rồi, đậu lại luôn. Anh lấy mấy cái này xuống. Dạ. Rồi, xong, xuống.